with our own hands. Nếu như các bạn có nhu cầu mua nick liên của mobile hoặc phong quay của Huy thì đến với shopzena.com các bạn nhé. Nếu như nick lỗi bôi hoa 200%, đặc biệt có đội ngũ chăm sóc khách hàng 24/7. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hello, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình là top 1 Zena các bạn nhé. Và trước khi bắt đầu video thì mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình các bạn nhé. Rồi thì tập tiếp theo của series là hành trình leo từ cục xanh lên cục vàng Zena. Thì tập trước mình đã leo lên được 3-4 rồi. Thì tập này mình sẽ tiếp tục vào đấu rank và tiếp tục leo điểm các bạn nhé. Rồi thì không linh tinh lên thêm nữa, mình sẽ bắt đầu vào trận đấu luôn đây các bạn nhé. Rồi thì trận đấu này đối đầu với mình đó là vị tướng Wonder Woman các bạn nhé. Thì Wonder Woman nó các bạn biết đấy, nó dường như là chỉ đài của cái gọi là những cái vị tướng nữ ấy. Đấy, nó có cái đồ miễn thương rất là cao luôn, mà đội miễn thương nó lấy từ chiêu 1 đấy. Đấy, tức là nó đầu level 1 nó đã có miễn thương rồi, như Zena từ level 4 mới có đấy. Thì như vậy nên mình sẽ phải đánh hai nhịp với con Wonder này, tức là cầu rìa 2 đến 3 nhịp ấy. Đấy thì các bạn cứ áp dụng cái nguyên tắc là khi các bạn gặp một chất tướng mà nó tâm gần, nó mạnh hơn mình ấy, thì mình phải là cầu rìa 2 đến 3 nhịp ở tâm xa và mình rút về các bạn nhé. Thì các bạn thấy là nó hiệu quả khi mà Wonder Woman nó đã phải về hồi máu rồi. Chứ các bạn không nên gọi là solo thẳng mặt và gần, tiếp cận rất là gần đối với những vị tướng như thế này. Đấy, nó mạnh hơn thì tôi gì mà mình không cầu rìa đúng không? Đấy, nhưng mà pha này chơi tính không, người tính không bằng chơi tính các bạn nhé. Đấy thì là pha này thằng Batman nó gánh bên đường top. Đấy, mình cứ tưởng là nó gánh rồng thì mình mới tốc biến lên để mà chơi con Wonder này, nhưng rất tiếc là mình đã tính sai rồi. Batman trận này là gánh top, mà nó đã gánh top một lần thì nó sẽ gánh 2-3 lần bởi vì cái vòng rừng của nó ngược lại với vòng rừng của team mình. Đấy nên trận này mình sẽ chịu thiệt thôi, là mình sẽ 1-2, con team mình ở đứng dưới ấy sẽ là 4-3, thì team mình đứng dưới sẽ là lợi thế hơn rất là nhiều. Ngược lại thì mình sẽ là rất là lỗ thế, thì mình sẽ cố gắng là chống chịu và ôm trụ các bạn nhé. Nhưng mà pha này cái một lần mà chó chẳng ngừng đấy, mình thấy con Wonder nó level 3 thì mình đã lao lên mà combo nó, thì pha này mình đã đủ đám và chấm dứt Wonder và mình sẽ lùi về nhá. Pha này mà thám thì sẽ là bị thằng Batman nó kết liễu, bởi vì nó có hồi máu cũng như là có choáng ấy, nên mình tốt nhất là lùi về để cho mid mình lên xử lý đấy. Thì các bạn thấy là bây giờ cái vòng rừng của thằng rừng team bạn ấy nó sẽ là gánh top lần thứ hai rồi, thì lần thứ ba nó cũng sẽ gánh top thôi. Đấy thì mình sẽ là đánh hơi thấp một chút, và đổi lại thì mình sẽ là được lời khi mà 2-3 vòng rừng đầu ấy, thằng rừng nó không gánh bên kia thì mình sẽ lời một người đấy. Và ngoài ra thì các bạn thấy là cái chất tướng của Zena ấy, tuy nó áp sát là ca thì nó không bằng được Wonder, nhưng mà các bạn thấy là cơ động thì có hơn rất nhiều, bởi vì vậy mình đã đi gánh và lấy được hai mạng từ đường rồng. Đổi lại thì cái đường tốt của mình là bị mất trụ bởi vì Wonder nó ốm trụ, nhưng mà không sao các bạn nhé. Bây giờ cái đề ái của cái đội mình ấy là đã 10 rồi. Đấy thì vừa đổi trụ nhưng mà lại lơi màng, thì tức là team mình đã lơi các bạn nhé. Rồi thì có như là cái pha mà mình quăng trụ để mà đi gánh đó là rất là lơi các bạn nhé. Rồi bởi vì mình đã đi gánh quá nhiều và mình đã có cái đề ái đẹp hơn Wonder nên là vàng mình rất là sánh hơn Wonder, thì pha này mình sẽ là gọi là solo thẳng mặt với Wonder luôn, cho nó dùng chút cuối luôn các bạn nhé. Thì hiện tại nó dùng xong chút cuối, coi như là nó hết chiếu để chơi rồi đấy. Mình sẽ farm xong con xe này và tiếp tục là gà keo solo với Wonder, thì chắc chắn Wonder bây giờ không có chút cuối thì nó cũng không thể là ăn được mình rồi đấy. Bạn thấy đấy, thì hiện tại là con Wonder nó cũng không chạy được mà nó đánh mình cũng không mất máu đấy, bởi vì cái lượng đám Wonder không gây ra không được nhiều, bởi vì đồ của nó quá là thọt rồi. Thì cái bù đồ của cái mùa này ấy, mình đã là lên một bù đồ mới đấy các bạn nhé. Mùa này mình đã test kéo bắn này, mình thấy khá ok, bởi vì như thế nào, mùa trước mình sẽ lên cái khiến tật truyền. Đấy, khiến tật truyền thì nó có kết hợp với cái thương lóng ấy, nó vẫn đủ đám để mà hành được AD giai đoạn đầu, nhưng mà mùa này cái thương lóng nó quá yếu đi, nên mình đổi cái khiến tật truyền sang cái áo bắn để mà thứ nhất là các bạn có hồi chiếu này, thứ hai là có thêm sát thương từ áo bắn các bạn nhé. Đấy thì nó bù lại đắp lại một chút cái đồ mất mát sát thương từ cái thương lóng ấy mùa trước ấy, thì nó coi như là nó ok, và các bạn có thêm 10% hồi chiếu rất là tuyệt vời luôn các bạn nhé. Thế ra mà có hồi chiếu ấy là nở lên cái trói nữa, tức 35% hồi chiếu thì các bạn gọi là đảo đường liên tục luôn các bạn nhé. Rồi thì pha này mình thấy AD hở cánh mình sẽ là dùng chiêu một tốc biến và bật chiêu 3 từ nguyệt trảm luôn. Pha vừa rồi mình không dùng cầm lăng các bạn nhé,
đấy, phá vừa rồi nếu như mà mình đánh thêm một đòn cầm lăng rửa ấy thì nó sẽ là bị ăn khống chế, nên là mình phải bật chiêu ba thật nhanh đấy, để mà như thế nào không phải lúc nào các bạn cũng bắt buộc phải cầm lăng đâu các bạn nhá. Không cầm lăng nhưng mà đủ sát thương để kết liễu AD cũng là được rồi, nên là mình nghĩ ấy, các bạn đôi khi các bạn mà cắn được đủ đám ấy mà không cần cầm lăng mà gấp, các bạn cần gấp để bật chiêu ba thì miễn khống ấy thì các bạn bật phá như phá rồi cho mình. Chứ còn các bạn phá đỏ mà đánh đến một hai phát con video nó mà tốc biến ứng tí thì là coi như các bạn không thể là ăn được hai mục tiêu chính là mid và AD như mình phá rồi đâu các bạn nhá. Rồi thì pha này mình là lên đẩy lính cho cao lên đấy, thì AD của team bạn này đi hơi cao quá nhá. Đây pha này lính con này, mình lượt vô lính để lấy hai lần lượt chiêu một, và các bạn thấy chưa, đám rất là kinh khủng luôn các bạn nhá. Mình chỉ lượt chạm nhẹ vào cầm lăng bật chút của cái là AD nó ngủm thôi. Nên mình nghĩ ấy, mùa này các bạn chơi Zena mà các bạn lên cái áo băng này, giả sử các bạn lên cái phước cấp kiếm ấy, lên cái thương xuyên phái thì các bạn không cần lên áo băng, để mà các bạn lên cái khiến tất truyền cho trâu cũng được. Nhưng mà nếu như các bạn lên cái thương lo Venus này, nó hơi bị thiếu đám các bạn nhá, thiếu đám đối với những con mỏng mỏng ấy, thì các bạn lên cái áo băng là nó khá là ok các bạn nhá, nó bù vào một chút sát thương là vừa đẹp luôn đấy. Và con có lâm trầm cũng như là như thế nào này, hồi chiếu nữa đấy. Nên mùa này mình test cái đối thủ này mình thấy khá là ok, nên là mình đang dùng đến hiện tại các bạn nhá. Tuy nhiên đồ này thì các bạn chơi theo phong cách sát thủ chứ không phải đấu sĩ, bởi vì cái áo băng này nó không thể đấu bằng là cái khiến thật truyền hay là cái giáp tổng khổ được, nên là các bạn sẽ bị bốc hơi nhanh hơn các bạn nhá, đấy cân nhắc các bạn nhá. Rồi thì trận này mình được MVP và mình được là có 104 điểm đấy, rất là ngon luôn. Rồi tiếp tục là đến với trận tiếp theo, thì trận này mình đụng độ với Florentino các bạn nhé. Và mình nói trước đây là một bàn chơi Florentino biệt chơi đấy, và trận này mình cảm giác là team mình bị gọi là pick hơi bị khó chơi, bởi vì như thế nào team bàn ấy, team bàn mình cảm giác tay nó dài hơn con Tulen kia đấy, đa số là tay dài các bạn nhé đấy. Và mình cảm giác là con Tulen bị cao tơ khá là nhiều, mà Tulen đi đường rừng ở cái trận đấu này mình cảm giác là nó không ok cho lắm. Rồi thì vẫn phải cố gắng mà chơi thôi, và là mình solo trận này là một vị tướng là Florentino rất là khó chơi, khó solo lại, và nó lại còn biết chơi nữa đấy. Thì các bạn biết là gặp Florentino mà biết chơi thì tốt nhất là các bạn nên là lùi sau một tí, chứ con mà nó chỉ cần chấp mình nửa binh, thậm chí là 1/3 binh máu ấy, nó cũng có thể ăn được mình luôn các bạn nhé. Đấy thì các bạn thấy là nó còn quăng bóng bị hụt rồi các bạn nhá, nhưng mà nó mùa như một cái máy luôn đấy, quăng bóng hụt nhưng mà nó vẫn kết liễu được mình. Thì mình cảm giác bằng Florentino này biết chơi và không thể là khinh thường được, thì sẽ cố gắng là giữ khoảng cách với nó, chứ không nó mùa rất là dính các bạn nhá. Và gặp những cái trường hợp mà Florentino biết chơi như thế này đấy, mình đang hiện tại đang lời trụ của Florentino, bởi vì là nó tuy biết chơi nhưng chất tường nó không phải là chất tường đảo đường được, nên là nó đến với giao tranh rất là buồn quá nhá, nên KDI của nó cũng chả đẹp mấy đấy. Thì mình tận dụng điều đó thì mình sẽ là đi gánh thường xuyên, và mình sẽ hạn chế solo với nó, đi gánh thường xuyên và kết thúc mạng của chủ lực thôi đấy. Trận này mình chỉ nhắm đến AD hoặc là mid team bàn đấy, mid team bàn hiện tại là 6-0 rồi, KDI rất là to luôn nên là rất là khó chơi. Thì mình chỉ là đẩy lính cao như thế này này, rồi tiếp tục là đi gánh. Chứ còn mà gặp Florentino nếu như mà nó trong tình trạng thấp máu ấy, hoặc là cân 3 cân 4 ấy, thì mình sẽ là én nó cho con 1-1, rất là khó chơi về cái thể loại và Florentino mà nó mùa dính như thế này các bạn nhé. Rồi thì fan em thấy đang combat thì mình sẽ lon về phía sau và bắt AD các bạn nhá, lượt chiêu 1, chiêu 2 bật chục của đánh thương là xong. Đấy thì nhiệm vụ của mình bây giờ trận này chỉ là bắt AD hoặc là khó những cái con ma nó màu mỏng ấy, mù khống này. Đấy hoặc là con gì nhỉ? Con mid, nhưng mà mid nó hiện tại khá là sánh ấy. Đấy chứ con phân ló thì nó hiện tại là nó đóng tánh cả bạn kia, cả tánh cả thủ ở semi ấy, nó rất là trâu luôn. Đấy thì solo với nó chỉ có thiệt thân thôi, gặp những trường hợp mà nó bịt mũi như này thì tốt nhất là đi gánh của đảo lên và là tạo lợi thế cho đồng đội. Thì các bạn thấy đấy, tuy là mình solo có thể là gặp phải lối khó solo, nhưng mà cái lượng trụ cũng như là lượng vàng mình vẫn rất ok các bạn nhé. Đây pha này bị lính bắn chết các bạn ạ, rất là đen luôn. Đây thì pha này con phải lo nó đứng nấp ở trong cái bùi này đấy, mình cũng không biết nó trong bùi này, mình biết là nó làng vàng đâu đấy. Đấy nó vào cân 4 cân 5 luôn. Thì các bạn thấy một mình nó mà lao vào giữa 5 người mà nó mùa rất là lâu các bạn nhé, mãi thì mới kết thúc được nó. Thì các bạn thấy con tướng này nó lồi rất là lồi luôn đấy.
Mình cũng không hiểu sao mà nó giảm sức mạnh tận 14-15 lần rồi, nhưng mà những cái người mà có kỹ năng cầm con tướng này, mình cảm nhận là nó vẫn rất là mạnh các bạn nhá. Các bạn thấy vừa phá vừa rồi không? Đấy, nó một mình nó múa giữa 5 người mà nó vẫn trụ được khoảng 4-5 giây mà nó vẫn ăn được AD, thì các bạn thấy là cực kỳ là ok các bạn nhá. Đấy, chất tướng rất là solo hoặc là combat rất là ok luôn các bạn nhá. Nhưng mà trường hợp là những cái bạn mà biết múa ấy, chứ còn mà đưa mình floor mà đưa cho mình ấy, thì mình có lẽ mình cũng chả chơi được đâu. Đấy, mình chơi floor rất là kém luôn. Thì pha này mình thấy là mid team bạn dùng con tí rồi, mình sẽ là đuổi theo các bạn nhá. Thì lượt vào cho một và bật chú cuối luôn, pha này bật chú cuối luôn, thì mid team bạn là dính luôn cái là ma chủ và là lên bảng luôn. Đấy, thì pha đó rất may là có cái ma chủ chứ không là không đủ đám được các bạn nhá. Đây thì hiện tại là các bạn thấy là con Floor nó sáu một lần nó mua cân 5 ấy. Bây giờ nó rất là máu chó đấy. Các bạn thấy là nó cứ lao vào giữa 5 người thôi. Đấy, rất nhiều bạn chơi Floor mua hay nhưng mà bị cái bệnh là ảo tưởng ấy nên mình nghỉ đấy. Cô dù mạnh thế nào cũng lắm là cái cân 5 nhưng mà cân từ từ một chứ con mà các bạn lao vào giữa 5 người thì làm sao mà ăn được đúng không? Đấy. Ô pha này AD nó di chuyển lỗi nên là mình đã là vào cầm lặng được, mình nghỉ phát đỏ. AD nó có tốc biến các bạn nhá. Nhưng mà bị dính cầm lặng của mình rồi nên không tốc biến kịp. Đấy, nên là những cái bạn nào mà gặp sát thủ ấy, đấy mà chủ quan là nó vào thì con tốc biến con lồn này, thì mà gặp xe nái nó vào chỉ kịp lồn chứ không kịp tốc biến. Bởi vì sao? Bởi vì chính cầm lăng nó tốc biến sao được nữa. Đấy, là đi luôn. Nên là mình gặp những con tướng AD nó cơ động kia, nó hay bị chủ quan này, nên mình thường xuyên là bắt được bởi vì cái lý do đó các bạn nhé. Rồi thì đây chính là bước ngoặt của trận đấu quá nhá. Thì mình cũng không hiểu sao là team mình lại liều mạng ăn con tự thân như thế này. Đấy, thì mình chả lẽ mình không vào ăn, thì bốn người vào thì mình cũng phải vào góp sức thôi. Nhưng mà rất tiếc là Flash nó vào nốn tí nó ăn luôn con tự thân các bạn ạ. Đây bước ngoặt của trận đấu để mà team mình gọi là gãy. Thì pha này ở đây nó đang đứng gãy các bạn nhá. Thì mình vào ăn cái mạng và mình xác định là đổi mạng thôi. Pha này không thể nào là chạy về được nữa. Đấy, đổi mạng và bán cái giáp vô sinh lên cái liêm để mà lấy mạng của con Flash. Nhưng rất tiếc là con thân nó khạc mình đi luôn các bạn ạ. Thì trận đấu này nó là 90% là team mình bị thua rồi. Bởi vì thì nào, thủ thật rất là khó. Team mình tay ngắn các bạn nhé, tay dài nhưng mà cảm giác là dài cũng đủ dài. Con Van Heo này, con Tu Len này, cái chiêu một của nó hay là bản thương nó đều là mang tiếng là tay dài nhưng thực chất là rất là ngắn luôn, không thể là thủ thật ở cái tầm xa được. Nên là mình nghĩ là trận đấu này nó đã ngả ngủ rồi các bạn nhé. Rồi thì pha này xưa Flash mất chiêu 1 thì mình vào thì nó băng xương, mình bật chiêu 2 từ người trảm ngay đầu thì nó còn liêm đấy. Con này nó bán đồ rất là nhanh. Thì mình bị rất kéo lại, mình phải chạy nhanh thật nhanh mà về. Mình biết đằng nào cũng thua rồi bởi vì là ba đường rất là khó lật keo với cái thế trận là đang thế thua nên thế này nữa. Nhưng mà vẫn phải cố gắng. Đây pha này mình sẽ bán lên tạm cái đồ thôi. Đấy thì mình ăn được AD nó và từ người trảm trúng đầu cái một thằng bên team địch. Thì nhưng mà rất tiếc con thân nó cao nổ nha các bạn ạ. Thì trận này là thua. Rồi nhưng mà mình được MVP nên nó chỉ trừ 22 điểm nhưng mà rất là tiếc luôn bởi vì không được cộng điểm là lỗ rồi các bạn nhé. Rồi thì trận tiếp theo mình solo với Yuka. Thì con Yuka này là nói chung là hoàn biệt là nó cấn keo các bạn nhé. Nhưng mà cái đồ cơ động thì nó cao hơn mình. Đấy thì pha này nó bị solo lổ máu cho mình sẽ giữ lại một con lính. Đây nó vào mình sẽ lượt chung một vào con lính nhá, đừng ăn con lính vội. Đây là lượt chung một con lính, bật chung hai và lượt chung một là cầm lăng đi luôn. Đấy thì các bạn thấy là chơi solo với những con tướng mà cấn keo như này thì các bạn cứ đánh tự tin thôi. Một là cấn keo thì đấy là keo kỹ năng ấy. Đấy thì đánh tự tin chứ không cần phải là đánh hai ba nhịp đâu. Nó các bạn cứ cầu máu bình thường và nếu như có lính các bạn trừ lại con lính để mà lượt chung một vào, mà lượt chung hai chung một vào ấy, cầm lăng là các bạn có mạng các bạn nhé. Rồi thì pha này bắt bàn cái cho mình rất tiếc, bắt bàn ulti mù mắt luôn các bạn ạ. Nhưng mà mình vào combo bồi đam chiêu cuối và đánh thương là có mạng rồi. Yuka mà bị mất hai mạng mà Zena ăn được hai mạng này thì bây giờ là chính thức là đè đường Yuka các bạn nhé. Đấy, một là Yuka gặp mình là nẻ, hai là nó đi gánh ấy thì còn có lợi thế chứ hiện tại là nó thua vàng. Thua cấp đồ rồi thì nó solo là không lại mình đâu các bạn nhé.
Rồi sau 7749 lần Zuka solo thu mình thì bây giờ nó gọi hồi lên nó gánh thì mình sẽ đổi màng với thằng rừng này. Thì phá này nó đổi đúng trái, mình biến về cũng được, mình cũng chả mất màng đâu. Nhưng mà nói chung là mình cái tính mình thích đổi màng mà có lợi ấy. Đấy, mình ăn được màng rừng nó và rat ăn được màng của là Zuka. Thì Zuka chính thức rất là phế phẩm luôn. Nó đã là chết rất là nhiều màng rồi nên là phá này mình sẽ là gọi là đi gánh đảo đường rồi nhá, chứ mình không ôm trù nữa. Rồi thì pha này mình đã quả ao tiên con Zuka rồi nên mình cho nó là dùng hết chiếu của bạn nhá. Thì mình đánh từ từ thôi. Rồi có màng đấy, nó có dồn hết cả combo mình, phần sẽ còn máu để mà ăn nó. Đấy nên mình pha đó đánh thong thả thôi chứ không cần phải combo gấp làm cái gì. Rồi thì bây giờ là mình là nhiệm vụ để đẩy lính cáo để cho team mình thoải mái là ép cái trụ đường trong của nhá. Này giờ ấy là cái trụ đường rồng chứ ép được, bởi vì team mình là bắt màn gánh bên này trước nên là rồng hơi bị lổ thế các bạn nhé. Đấy thì mình cứ đảo đường như thế này thôi, và mình gọi chúng là team mình là 4 người đi chung rồi thì mình sẽ đi lẻ để mà đẩy lính cao hai đứa còn lại, chứ còn nếu như mình mà đi chung nữa thì là lính sẽ không có các bạn nhé, nên là chịu khó là chơi một mình. Đấy rồi thì pha này mình lên đẩy đường thì thằng Zuka nó là hiện tại nó đang rất là cay cú mình nên nó vẫn muốn solo. Thì chắc là nó nhìn minimap thấy mình còn có nửa mình máu nên là nó muốn đây và mình tốc biến vào chơi nó luôn. Đấy thì tiếp tục là có màng rồi, nó cứ lượn vượn quanh khu vực này nhưng mà chả làm được ích gì cả. Hiện tại Zuka đó đã là quá là yếu rồi. Đấy thì ở lại mà dọn lính thì cùng solo không lại mà đi gánh ấy thì mất hết trụ, nó cũng đang ở cái thế rất là khó xử luôn, nhưng mà chấp nhận thôi bởi vì đâu trận nó fit quá là nhiều mà. Rồi thì sau một hồi là mình fit khá là nhiều và nhá, đi lùi khá là nhiều thì phá này mình đứng rình ở đấy. Thì không hiểu sao mà AD nó lại đi vòng ngược lại thì mình càng dễ đấy. Thì phá vừa rồi nó nếu như nó không đi vòng thì mình cũng sẽ là áp sát và ăn nó thôi, nhưng mà nó đi như thế vậy thì mình đỡ mất thời gian các bạn nhá, rất là ok luôn. Đấy thì phá này mình thật ra là dọa Chrissy thì chất là mình có tiền lên thì nó cũng là trói mình lại đấy. Rồi thì phá này mình sẽ lùi còn nhá. Rồi sau khi ăn xong thân ấy thì là đồng đội mình đã là end trận đấu mà không chưa cần có mình đấy. Thì trận này mình nói chung đánh khá là không ok lắm các bạn nhé, nên là chỉ được hàng hai thôi. Thì trận này mình được cộng chỉ là 72 điểm các bạn nhé. Thì đến với trận tiếp theo luôn các bạn nhé. Rồi thì trận này mình solo với pen các bạn nhé. Thì các bạn đừng thấy là con pen đi top mà coi thương, bởi vì đám đầu game nó rất là ảo luôn. Nhưng mà pha này nó rất là tham, nó bỏ ba con lính để mà sang cướp rừng đấy. Thì là mình sẽ ăn xong bao lính của mình vào phù rồi nhé. Đấy thì đầu game Triều Vân nó thực sự là nó đang rất là yếu, nhưng mà mình nếu mà bỏ tên lính này thì mình vào sẽ được combat dễ là thua. Mình level 2 thì mình sẽ lợi thế hơn các bạn nhé. Đấy Triều Vân giữ được lại con búa đỏ, và pha này là mình gọi từ từ mình vào đánh từ từ thôi, cầm lăng từ từ đấy, ăn được một màng. Và điều thuyền nói chung là vào quả sâu nên mình pha này cùng chơi tốc biến ra thôi. Rồi mình đuổi theo mình đánh từ 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 chứ mình chả cần dùng chiêu vội làm gì đấy. Và pha này dùng chiêu một để mà kết liễu đấy, thì mình có hai màng rồi. Và nhận ra là team địch nó chưa ăn bùa xanh thì mình ping còn lo cho vào ăn bùa xanh còn nhá. Nhưng mà mình rất là gọi là rất là khó hiểu với pha này luôn, đối với vì tưởng lo cho on này này đấy. Thì pha này mình gọi là dùng dồn combo vào con rừng nó, nhưng mà Lorion nó dùng chiêu 2 trượt mất cả bạn ạ. Mình không hiểu sao lại dùng chiêu 2 trượt luôn ấy. Đấy pha này con rừng nó hack nào mình nữa đấy. Mình tốc biến lên thì nó lại tốc biến ngược lại, và pha này mình khá là quê luôn. Đấy nó ăn mình một phát và nó chát mình một câu là tao không ngu. Đấy các bạn thấy nhá, nó rất là biệt chơi các bạn nhá. Đúng ra mình hack nào nó sẽ lượt lên, nhưng mà ai ngờ nó lại lượt ngược lại, và nó hack nào mình và nó còn chát thêm một câu như thế thì mình rất là cay luôn. Thì pha này mình quyết định là chăm sóc bàn ná rất là kỹ các bạn nhé, chăm sóc cái bộ xanh, bởi vì bàn ná đã nói những câu như vậy rồi thì mình phải quan tâm hơn. Rồi thì sau khi mình đã là ăn con bùa mình gọi là phá con bùa xanh ở lần đầu ấy, thì mình đã có cái thám ra con bùa xanh này thì mình vào ăn rất dễ dàng thôi, bởi vì thằng pen hiện tại nó đâu game nó bị fit ấy, nên nó không đủ đám kể nó vào mình cũng chơi luôn nhé. Đấy thì ná đã mất một bùa xanh đầu tiên. Rồi thì quyết định là mình sẽ là có cái thám của con búa xanh đấy, thì mình sẽ là vào liên tục búa xanh để cho ná nó không có búa xanh để chơi còn nhá. Thì ná mà không có búa xanh thì nó rất là khó chơi luôn, mặc dù là nó biết chơi như thế nào ấy đấy. Đấy nhưng vẫn là người tình không bằng trời tình các bạn ạ. Pha này quá đông luôn đấy, có điều thuyền thì mình ăn được con điều thuyền thì mình lồ sai rồi đấy. Thì lồ sai thì ná sẽ biết mình ở trong búa xanh, nhưng mà mình vẫn rất là cố chấp, cho dù mình có chết
ở trong cái pha này thì mình vẫn muốn ăn combo xanh để cho nó thọt đấy. Thì pha này rất tiếc là mình nghĩ ấy là chỉ có ná thôi, thì mình vào cân luôn, nhưng ai ngờ là còn thêm con pên nữa đấy. Thay đổi mục tiêu nên bắt buộc là mình đổi một màng lấy hai màng và một combo xanh, nhưng mà ná nó lấy lại được bô xanh còn nhá. Đấy, coi như lần cập trứng này là không thành công rồi đấy. Rồi thì mình đã đép Titan Limit thì đội thuyền tưởng là đồng bằng được mình thì quay lại để mà trưởng tiếp, nhưng ai ngờ mình lách được và mình dùng combo là chiêu 1 lượt chiêu 2 đánh thương cầm lăng bật chiêu 3 đánh thương, thì đội thuyền là bốc hơi ngay trong vòng khoảng 2 đến 3 giây còn nhá. Rồi thì hiện tại mình là quả đã sánh rồi, mặc dù là chỉ 2 pha rất là nhảm luôn bởi vì tham đấy, nhưng mà mình vẫn là sánh nhất bản đồ này, thì mình vẫn tiếp tục là đi gánh. Rồi trong một pha mình quả là tham thì mình thấy con theo nát, nhưng thực chất là nó có tới 3 thăng đấy, mình kỳ nghỉ của theo nát với vói thôi, nhưng mà con pin nó cánh mình sẵn rồi nên mình đã chỉ một pha rất là nhảm luôn các bạn nhé. Nói chung là cái mấy cái trận này mình lùi khá là nhiều đấy, thì chơi game ở giai đoạn buổi tối khá buồn ngủ và thật là đôi khi mình chơi cũng không được tỉnh táo ấy, nên là mình lùi khá là nhiều, không phải bao giờ mình chơi cũng tập trung đâu. Thì các bạn thấy có nhiều khi mình cây đai rất là đẹp luôn, nhưng có nhiều trận ấy cây đai rất là xấu, nhưng mà nói chung đây là một cái hành trình thực tế nên là mình mới quay lên tất cả bạn xem nhá, chứ không phải là đôi khi các bạn thấy là trận nào hay mình mới quay lên ấy. Có đôi trận mình dở nhưng mà mình cũng sẽ quay lên, đương nhiên mình sẽ ưu tiên những cái trận hay thì mình mới quay, cho con trận dở ấy đôi khi mình cũng chán, mình chả đắng thôi. Nhưng mà cái hành trình hiện tại là hầu như trận nào mình cũng đang quay cho các bạn nhé. Đấy thì phá vừa rồi mình các bạn thấy là cũng mình combo là đi luôn con AD, bởi AD nó thấy máu mình thấp nhưng mà rất tiếc là không thơm các bạn ạ. Đấy, hiện tại đá mình rất là to rồi. Rồi thì pha này mình nói chung là đứng đây rình rập chưa thấy cơ, thì mình thấy điều thuyền lùi sai các bạn nhá. Ở cái sai này thì mình có thể ăn được, mình ra thì gặp thì đang pên thì một công đôi việc, mình tiền cả đôi rửa đi luôn lên bảng luôn. Thì điều thuyền mà đóng băng Jena thì nhiệm vụ rất là khó, bởi Jena có cái miền khống kia, thì mình đã dùng là chiêu 1 để mà đánh thương điều thuyền. Đấy, điều thuyền đi luôn máu rất là mỏng luôn. Thì hiện tại là pha này đấy, đám rất là to luôn các bạn nhá, các bạn thấy đám cực kỳ to luôn. Pha này bạt nguyệt trạm nhưng mà cũng chả để làm gì, bởi con voi nó có miền khống nên là mình sẽ là quyết định là lui về các bạn nhá. Thì các bạn có 35% hồi chiếu từ cái búi này, búi mình đang dùng đấy, các bạn thấy ở trên video ấy. Lát nữa là có 35% thì các bạn dùng bạt nguyệt trạm rất là dễ luôn các bạn nhá, tung cho hai bật chục cuối và từ nguyệt trạm mình ăn lại với tiêu là có bạt nguyệt trạm thôi. Rồi thì trận này mình được MVP và mình được cộng là 100 điểm chiến lược các bạn nhé. Rồi thì trận tiếp theo ấy là mình không được pick Jena nhưng mà mình thấy là vẫn hay ấy, nên là mình vào video hệ thống và mình quay lại các bạn nhé. Đây là quay video hệ thống nhé các bạn. Không, các bạn thấy mình thấy cả 10 địch trên bản đồ, các bạn tưởng mình hack map nhưng thật chất là không phải. Các bạn chơi trong trận đầu các bạn bấm thấy cái ô tròn lên trên kia, đấy là nó lưu lại và các bạn sẽ quay được hệ thống và các bạn vào xem lại các bạn nhé. Đấy, thì các bạn đừng nói mình hack map nhé các bạn nhé. Rồi thì trận này mình quay nhanh cho các bạn xem thôi. Đấy thì trận này mình chơi con Enzo các bạn nhá. Thì lâu lắm rồi là mình cũng khá là ít chơi những vị tướng khác khi mà làm hành trình quay Jena cho các bạn này. Nhưng mà trong cái quá trình quay không phải trận nào mình cũng pick được Jena đâu các bạn nhá. Bởi vì là cầm tròn kia đôi khi người ta pick trước ấy, người ta pick hết đường rồi mà mình mà cố chấp pick Jena đi cái đường mà không hợp lý ấy. Đấy thì là thành ra mình phá game rất là dở hơi luôn. Và nói chung là mình cũng không muốn là phá game, đôi khi các bạn gặp các bạn này nói là ok, anh làm video mà anh lại pick sai đường rồi lại phá game của người ta như thế thì không hay đấy, nên là mình chơi đúng lên luôn. Các bạn pick đường tốt mình sẽ là đi rừng, mà giờ nào mùa này đi rừng thì không ok lắm, nên mình pick con Enzo các bạn nhé. Đấy thì con Enzo là một con tướng ấy, các bạn cảm giác các bạn rất là ít gặp không tránh, nhưng mà có nó là một con tướng rất là mạnh và có khống chế rất là ok. Mà thường cái tính cách của mình thì những con tướng mà thuộc dạng mà chơi ít khó ấy thì mình là không thích chơi lắm các bạn. Con tướng nào mà nói chung là dùng kỹ năng chủ thì mình là thích, nói chung là có thể mình đánh tề nhá, như con phơ lo chẳng hạn ấy, mình đánh rất tề nhưng mà mình chơi đầu thương rất là nhiều, mình chơi con phơ lo rất là nhiều, mình không thể cải thiện được cái khả năng chơi phơ lo của mình đấy. Mình đánh cũng khá là nhiều trận rồi đấy, nhưng mà mình đánh phơ lo vẫn rất là non nên là mình ít quay clip cho các bạn xem kia, nhưng mà thực chất mình chơi phơ lo rất là nhiều luôn, nhưng mà non vẫn hoàn non của nhân nên mình rất là ít chơi đánh bằng con phơ lo. Nhưng mà những con tướng kỹ năng khác mình lấy rất là hay chơi các bạn nhé.
team tower has been destroyed. A red team tower has been destroyed. Rồi thì tổng kết lại là hôm nay mình đánh là lên được khoảng từ 3-4 lên 3-7 là khoảng gần 300 điểm các bạn nhé. Rồi thì lịch sử đấu ấy đây cho các bạn xem luôn, thì mình chơi 4 trận diễn á và thắng được 3 trận, còn lại là toàn chơi tường khác các bạn nhé. Đấy, bởi vì là vì tránh đường quá là nhiều nên bắt buộc pick tường khác thôi, nên hôm nay không được nhiều video diễn á lắm ấy. Rồi thì video leo top của Zena từ cục xanh lên cục vàng phân 4 đến đây là kết thúc. Rồi thì mình hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo các bạn nhé. Mày yêu các bạn rất nhiều, và ngoài lễ nếu như các bạn có nhu cầu quay hoặc là tìm nick theo yêu cầu, hay là nói chung là các bạn có nhu cầu về Liên Quân ấy, thì các bạn cứ liên hệ cho mình các bạn nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.